Làng dệt truyền thống Đô Lê Nhân. Em xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu cũng như là báo giá cho các bác tất cả những sản phẩm. Cái dòng sản phẩm này là bên em sử dụng cái dòng sản phẩm là thép đen, cái dòng thép nhíp xe và cái dòng thép kẹp. Những sản phẩm bên em giới thiệu bao gồm dao chặt xương các bác nhé, dao chặt gà, những sản phẩm ở giữa, dao thái và dao bầu, cũng như là dòng những cái dòng dao lọc. Đấy. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho bác mẫu dao chặt gà, chặt xương đầu tiên. Đây là cái mẫu dao chuyên chặt tất cả các loại xương, trâu bò, chó lợn. Con này nó nặng khoảng 1 kg các bác nhé, 1 kg. Cái dòng này em làm cây thông bể quạt đằng sau đúng không ạ? Đấy, hai khâu, cán em sử dụng cán gỗ lim các bác nhé, khả năng chống nước rất là tốt, khâu bằng inox. Cái này em làm cái lưỡi dài khoảng tầm 23 cm, cho trong khoảng 23 và nó rộng khoảng 9 cm nhân 9,5, cân nặng khoảng 1 kg. Đấy, con này các bác chặt tất cả các loại xương cứng nhá, trâu bò, chó lợn, cây cối. Dòng này bên em sẽ bảo hành cho bác là 1 năm trên toàn quốc, bác dùng cho em thoải mái và tẹt ga. Đấy, nhưng sức mẻ hay quằn lưỡi bên em sẽ đổi cho bác dao mới. Đấy, cái dòng này thì bên em sẽ có 2 phiên bản, một đó là cán gỗ và hai là cán sắt liền khối. Đấy, và cái cân nặng thì nó cũng tương đương nhau. Đấy, còn bác nào thích độ nặng cao hơn thì các bác cứ liên hệ trực tiếp bên em 0972304183. Bên em có Zalo, bên em sẽ làm theo cái mẫu mã cũng như là kích thước độ nặng của các bác cho phù hợp. Đấy, và cái dao chặt xương này có giá là 300k các bác nhé, 300k. Và cái giá này bên em đã miễn ship rồi, các bác yên tâm. Đấy, đây là cái mẫu chặt xương. Và tiếp theo là đến cái mẫu dao chặt gà. Và chặt gà thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác rất là nhiều mẫu này. Thứ nhất là con chặt gà này bản to hàng khủng. Đấy, mẫu chặt gà phổ thông này, bản vừa, và hai mẫu chặt gà kiểu dáng pha luông ấy. Đấy, và nó có cái chất thép khác nhau. Và đây em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm cho các bác tiện theo dõi nhé. Đấy, như con chặt gà này thì bên em sẽ làm cái lưỡi nó dài 22 rộng 10, bản rất là to các bạn. Đấy, và cái chất liệu là dòng thép kẹp. Đấy, trọng lượng của con này khoảng 700g. Đấy, nó to và nó sẽ nặng hơn những con thông thường. Đấy, các bác làm quán ăn nhà hàng chặt gà vịt ngan lợn quay rất ok. Cán em sử dụng cán gỗ cẩm sừng khâu đao rất là vip rồi. Con này rất là đầm tay, các bác chặt chân giò con này quá là ok luôn. Với cái dòng thép kẹp thì dòng chất lượng rất là đỉnh cao. Đấy, như con thép kẹp bản to này thì có giá là 500k các bác nhé, 500k. Đấy, còn mẫu chặt gà bản nhỏ, con này cũng là thép kẹp các bác nhé. Đấy, con này thì bản lưới dài 22, nó rộng khoảng 9 phân đến 9,5 thôi, nó nhỏ hơn con kia một chút, còn chất liệu vẫn là dòng thép kẹp. Con này thì em sử dụng cán gỗ cẩm sừng và khâu đồng các bác nhé. Đấy, bản nhỏ thông thường này là 450k các bác nhé. Đấy, và hai cái mẫu dao pha luông, hai con này em cũng sử dụng hai chất liệu thép khác nhau. Nhưng như con này là em sử dụng thép nhíp xe, lưỡi dài 20 rộng 9, chuyên chặt gà vịt ngan kết hợp thái. Bởi vì con này em thiết kế lưỡi mỏng dùng để chặt gà vịt ngan thôi, các bác không chặt đồ cứng quá. Ví dụ như xương sườn móng giò các bác không nên chặt ra này, bởi em thiết kế nhẹ, các bác có thể dùng vừa chặt gà và kết hợp thái rất là tiện dụng. Cái đầu nó nhỏ này, các bác thái này rất là thích, dễ và nó có lực. Con này là thép nhíp có giá là 300k các bác nhé. Đấy, con này có giá thép nhíp là 300k. Đấy, còn con này thì là em sử dụng là chất liệu là thép kẹp. Đấy, thép kẹp nhưng mà em lại mài trắng toàn thân luôn. Đấy, độ nặng cũng khoảng tầm 500g thôi. Và cái cán đặc biệt con này, cán em sử dụng cán rất là vip này, cán bát giác và khâu bằng đồng. Con này các bác cầm rất là sướng tay luôn, chặt gà vịt ngan kết hợp thái. Các bác dùng gia đình hoặc là quán ăn thích cái mẫu này thì là quá đỉnh luôn, quá vip luôn. Đấy, cái mẫu này thì là 450 các bác nhé. Đấy, mẫu này thì nó cũng nhẹ thôi, nhưng mà nó cái cán nó lại khá là đắt tiền hơn, cho nên là cái chất lượng sản phẩm thì lại rất là cao. Và cái giá thành là của cái sản phẩm này đó là 450k các bác nhé. Đấy, và đến tiếp theo là hai cái mẫu chặt gà bản truyền thống. Đây, hai con này thì là đều là chặt gà vịt ngan dáng dao phay đấy. Em làm cái lưỡi nó dài khoảng tầm từ cổ dao ra, vút ra đầu dao
nó khoảng tầm 28 đến 30 cm và bản rộng khoảng 7,2 cm. Đấy, hai con này thì là như nhau các bác nhé. Đấy, hai cây chặt gà này này như nhau. Đấy, nó chỉ khác nhau ở cái chất liệu, đó là cái cán này thôi. Đấy, cán này thì em làm cái cán gắn cắm sâu xuống đây và chốt một cái đinh. Còn cái cán này thì em làm thông đằng sau và bể quặp lên. Đấy, từ trên thông xuống dưới và bể quặp lên trên đây. Đấy, rất là chắc chắn. Đấy, tùy theo cái sở thích của các bác là thích cái dòng cán nào thôi. Còn chất lượng dao là như nhau các bác nhé. Đấy là mẫu chặt gà bản truyền thống. Và tiếp theo đến cái mẫu dao thái. À, đây là mẫu dao chuyên để thái phở, chất liệu là thép kẹp. Ở đây em sẽ giới thiệu báo giá luôn cái con chặt gà thép kẹp của bên em là 300k các bác nhé. Mẫu này là có 300k, chuyên chặt gà Việt Nam. Còn mẫu đây là mẫu dao chuyên thái, chất liệu là cũng là thép kẹp, dòng đỉnh nhất rồi. Con này em thiết kế bản rộng khoảng 9,5 cm, lưới dài khoảng 21 đến 22, và rất là nhẹ. Trọng lượng con này khoảng tầm hơn 300g thôi, rất là mỏng nhẹ. Nặng ở cái cán này, cán cầm sừng này thì rất là nặng và chắc. Đấy, con thái phở này thì là dòng thép kẹp các bác nhé, có giá là 450. Đấy, còn đây là con dao cũng là dòng thép kẹp, nhưng con này em lại mài trắng toàn thân. Đấy, mài trắng toàn thân cũng rất là mỏng nhẹ. Cái này em làm theo mẫu dao của dao Nhật Nakiri đấy, lưới dài 22, rộng khoảng 5,6-5,7 cm gì đấy. Chỗ to nhất khoảng tầm 5,7-5,6 thôi. Em này chuyên thái thì rất là đỉnh luôn. Con này em sử dụng cán bát giác khâu đồng các bác nhé. Cán bát giác khâu đồng, lưỡi thì siêu mỏng luôn, cực mỏng. Bác thái con này thì quá sướng luôn. Con này có giá là 400k các bác nhé, 400. Hai con dao này thì dao này to hơn thì đắt hơn, nhưng con này nó nghĩa nó cũng rẻ hơn, nhưng mà nó ở đắt ở cái cán bát giác khâu đồng này. Cái này nó đắt tiền hơn. Và tiếp theo là mẫu dao bầu. Mẫu dao bầu này thì em lại thiết kế là dao bầu là chuyên dùng để chọc tiết cạo lông. Đấy, các bác nhìn cái dáng dao đó, nó thon và nó dài. Đấy, sống dao thì cổ rất là dày khỏe, và con này cũng là chất liệu là thép kẹp. Đó, em làm thông bề sau bề quặp lên, cán hai khâu bằng đồng hết các bác nhé. Con này em làm cái chiều dài của lưỡi dao, ví dụ từ củ ra mũi nó khoảng tầm 25 đến 26 cm nó dài. Đấy, bản rộng của lưỡi đó, của cái chỗ rộng nhất nó khoảng tầm hơn 7 cm một chút. Đấy, bác chuyên dùng để chọc tiết cạo lông. Con này thì đỉnh luôn, chất liệu là thép kẹp. Con này có giá là 320k các bác nhé, 320k. Đấy, cái dòng này thì đỉnh rồi, nhíp không là gì hết. Và đây là mẫu dao bầu là chuyên thái, con này lưỡi dài khoảng 21 thôi, rộng khoảng hơn 6 cm. Đấy, nó nhỏ hơn con này các bác nhé. Đấy, con kia rộng 7 thì con này rộng khoảng hơn 6 thôi. Đấy, và nó ngắn. Đấy, khoảng 21 đến 22 là cùng thôi. Con này thì các bác dùng để chuyên thái thì đỉnh cao. Đây, con này là khách đặt là về tự lên cán. Em cũng chưa lên cán con này. Đấy, con này là chất liệu là thép kẹp các bác nhé, giá là 250. Đấy, 250. Chưa có cán các bác nhé, nếu các bác thêm cán là thêm 30k cái cán nữa. 208, con này 320, chỉ nhau 50k thôi, 40k thôi. Đấy, còn đây là mẫu dao lọc. Dao lọc này thì em làm là chất liệu là thép nhíp xe các bác nhé, thép nhíp và cái thép lò xo. Đấy là dòng dao lọc của bên em. Em sử dụng hai cái chất liệu đấy. Con này là lọc to, lưỡi dài khoảng 18, rộng khoảng 5 cm. Các bác dùng con này thái lọc nhỏ nhẹ, rất là tuyệt vời, rất là nhẹ, cầm rất là sướng tay. Đấy, và tiếp theo một cái mẫu dao lọc nhỏ hơn. Đấy, con này em làm lưỡi này khoảng tầm 16 thôi, 15 đến 16 cm, bản rộng khoảng hơn 4 cm một chút, 4,5-4,7 thôi. Đấy, chuyên lọc. Là con này em lại sử dụng càn ốp, chốt hai đinh và phun tang hết các bác nhé. Đấy, chốt hai đinh và phun tang hết. Đấy, các bác này chuyên lọc thì cực đỉnh luôn. Đấy, em sử dụng thép lò xo. Đấy, siêu sắc luôn, rất là bền. Đấy, và hai cái mẫu dao thái tiếp theo, dòng dao thái nhà bếp, dao nhỏ. Đấy, bên em sẽ làm theo mẫu Satoku. Đấy, con này làm lưới dài khoảng tầm 17-18 cm, là nó bản chiều rộng nó khoảng tầm 4,5 các bác nhé. Đấy, chất liệu là cũng thép lò xo. Hai con này thì em đều là dùng thép lò xo, nhưng con này em lại mài trắng. Đấy, con này em mài trắng toàn thân luôn. Đấy, và hai cái con này thì có giá là 180k các bác nhé. Đấy, hai con dao thái lọc 180k.
con dao lọc nhỏ này có giá là 150. Đấy, con thái này cũng là con như lọc nhỏ cũng là 180. Đấy, em cũng vừa giới thiệu cũng như là báo giá tất cả những cái sản phẩm mới nhất của Việt Nam. Đấy, những cái dòng dao thép nhíp xe là dòng dao chặt đấy, dao chặt em sử dụng chất liệu nhíp xe vì độ công phá rất là tốt. Còn dòng dao chặt gà và thái thì em có dòng thép kẹp là cái dòng đỉnh nhất rồi. Đấy, còn dao lọc, dao bầu bên em cũng có cả thép kẹp và cả thép nhíp xe như thép lò xo. Đấy, các bác thích cái mẫu nào thì cứ liên hệ trực tiếp với Zalo của bên em 0972 304 183 để em sẽ tư vấn kỹ hơn về những cái dòng dao của bên em, là cho các bác yên tâm về cái chất lượng. Và cái phương châm của bên em thì là cái chất lượng là hàng đầu các nhé, chất lượng là hàng đầu, sau đó thì đến mẫu mã sản phẩm thứ hai, là các bác cực kỳ yên tâm. Em sẽ quay cận cảnh từng sản phẩm các bác còn dễ quan sát nhé. Đây là những cái cán dao ạ, cán dao của bên em. Và cái thân dao thì được bọn em hoàn thiện cao tỉ mỉ nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Chúc mọi người vui vẻ. Các bác có những góp ý hoặc là đặt mẫu mã nào thì cứ để lại bình luận bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp với Zalo của bên em 0972 304 183 nhé. Và em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video sau.